Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, ba thí sinh đầu tiên đã biểu diễn và họ có được điểm số rất là cao. Và rõ ràng là đây là một cái áp lực cực kỳ lớn cho những thí sinh bước ra biểu diễn tiếp theo. Và cho Thành hỏi với anh Đàm Vĩnh Hưng với lại Nu là theo học mọi người thì khi mà mình giảm cân thì cái yếu tố nào là mọi người cảm thấy là sợ nhất ạ? Không được ăn những món ăn mình thích nhất. Dạ. Hoặc là có những cái hoạt động nó nặng nề so với cơ thể của mình và trước đây mình chưa bao giờ hoạt động qua. Tu thì sao? Thưa anh thì ngoài cái việc mà nhịn ăn đó thì cái việc mà mình phải đối mặt với lại cân nặng mà, tức là tập tành mình giảm, mình nhịn ăn rồi đó, nhưng mà cân nặng mình nó vẫn không giảm nhiều. Nhịn rồi mà nó vẫn không thuyên giảm là mình càng lo nữa. Tôi tin chắc là ở nhà quý vị ai cũng có được cái sự đồng cảm cả. Tại vì không phải ai cũng là có cái cơ địa mà cứ nhịn ăn là nó xuống đâu. Cái quá trình giảm cân của mọi người, tôi nghĩ là trên cả hành tinh này, thì cái điều mà khó khăn nhất dành cho họ đó là chúng ta phải nhịn những cái món ăn mà mình rất là thích ăn. Và các bạn thí sinh của chúng tôi cũng vậy. Riêng bạn này là một cái bạn mà cảm thấy là đau khổ cực kỳ khi những món ăn của mình yêu thích dần dần phải chia tay bạn trong hoàng hôn. Và bạn đã phải vượt qua như thế nào để có được bài thi ngày hôm nay? Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thí sinh Tố Tố. Cái thử thách ngày hôm nay đó là cái thử thách mà kinh khủng nhất từ trước tới giờ mà mình được trải qua. Mình phải mặc áo mưa và chạy liên tục 3 vòng ở tại sân vận động thì cảm giác nóng rồi rát da. Cái bài tập lăn bánh xe đối với mình là một cái bài tập kinh khủng nhất trong ngày hôm nay. Thì cái bánh xe này rất là nặng, khi mà mình cúi xuống mà mình lật cái bánh xe lên đó thì thật sự là lật không có nổi. Tại vì sức đã yếu rồi mà cái thể lực nó đã là bị đuối dần sau những cái bài tập trước á. Mọi người có nói là tại sao sức chịu đựng của mình hôm nay bền và tốt á, thì lúc đó là không phải như vậy. Tại vì lúc đó là mình đang rất là mất ói, tại vì thức ăn á, nó nhợn lên tới đây nè. Mình rất mất ói luôn, không thể nói một cái lời nào nữa, chỉ đứng im thôi. Với xuất thân là một diễn viên nhạc kịch nhưng mà mình vẫn cảm thấy là rất bị áp lực trong tuần này, là tại vì ở đây thì chú trọng vào một cái phần nhảy nhiều hơn, bất lợi rất là nhiều về nhảy, tại vì nhảy nhanh mà mình thì trọng lượng hơi bị nhiều nên là nó cũng rất là khó khăn, khó có thể làm được những cái động tác khó. Of all the boys I've known and I've known some, first met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere Mr. Shame, please let me explain. By mere Mr. Shame means that you're grand. By mere Mr. Shame, gun on a game means you're the fairest in the land. Could say bella bella, even say from the bar. Each language I'm leak out is a shock. How wonderful you are. Zulu man is feeling blue. Hear his heartbeat, little tattoo. Diggy diggy doo diggy doo doo. Diggy diggy doo diggy doo. You love me and I love you. When you laugh, it's natural too. Diggy diggy doo diggy doo doo. Diggy-diggy-doo, diggy-doo. Well, I'm so very diggy-diggy-doo by nature. By nature! If you don't say diggy-diggy-doo, you may you lose that papa. Let those funny people smile. How can there be a virgin isle? Diggy-diggy-doo, diggy-doo-doo. Mmm, diggy-diggy-diggy-diggy-doo. Thưa quý vị, chuyện tình cà lem kem chuối. Vâng. Trời ơi, hôm nay anh không nghĩ là em có thể nhảy được như vậy, Tố Tố à. Em quá là cưng. Thưa một tràng pháo tay nữa cho Tố Tố và Đình Lộc. Thưa quý vị, xin mời Nữ Phước Thịnh. Thành thấy là bạn nhìn với một ánh mắt rất là thú vị và những nụ cười rất là tươi. Đầu tiên là cái màu sắc này rất là dễ thương. Bạn đã đem chính bạn vào trong cái bài diễn này đúng không? Bạn đã phải từ bỏ cái món ăn mà bạn yêu thích đúng không? Alright. Nhưng mà sau cuối cùng thì là ăn bị kem ngon hay là bị trai đẹp vậy? Dạ cả hai luôn.
Nhưng nghe nói là bạn có hoạt động trong cái lĩnh vực nhạc kịch hả? Dạ là em hoạt động trong nhóm nhạc kịch là Buffalo được khoảng một năm. Rõ ràng là ngôn ngữ hình thể của bạn nó giúp cho bạn rất là nhiều trong cái phần biểu diễn này. Bạn rất là linh hoạt, bạn không có bị những cái nhịp chờ bạn diễn. Bạn rất là chủ động trong những cái cường độ biểu diễn của mình. Xin chúc mừng bạn đã có một bài thi rất là tốt nhé. Và chắc là còn phải trông chờ vô một lát nữa bạn lên cân xem để còn chúc mừng bạn nhiều hơn nữa. Xin mời John. Bài này có rất là nhiều là mấy cái động tác nó chất và sạch và đẹp. Nhạc thì vui nè và cái cách diễn nó hay. Thực sự không có gì sai trong cái bài này. Nhưng mà đối với mình thì nó chưa có cái gì để wow đúng không? Dạ, không có, nó không có cái wow. Nhưng mà nó cũng là một cái bài thi, một cái tiết mục tốt. Mà không biết anh có nghĩa cảm là giác như em không? Có nghĩa là đây là cái cảm giác của John khi mà yes. John là cái người về chuyên môn. Thì John thích một cái bài nào ít ra nó phải có một cái động tác nào khó hay là một cái gì đó để cho mọi người phải... Lúc nãy cũng có một số động tác khó nhưng mà nó thiếu một cái gì thu hút hơi bình thường. Đây là cái tâm lý của một cái người mà quen nghe nhạc của diva hát rồi bây giờ lâu lâu nghe nhạc pop bình thường á. Cái kiểu có nghĩa là cái cảm giác đó. Không phải. Chứ làm sao? Tại vì Thành thấy là nó cũng dễ thương và cưng lắm. Anh Đàm, anh nghĩ như có giống John không ạ? Cũng giống. Thứ nhất là có lời khen ngợi cho Tố Tố là mức độ giảm cân của em rất là quyết tâm. Cái bài dựng này vui nhộn, dễ thương. Nhưng mà anh vẫn cần tìm cái chìa khóa then chốt nhất của cái bài hát này, cái key. Yes. You know, để mà bung nổ, dù là vài giây thôi, anh cần cái máu chốt đó. Còn đang bị thất lạc ở đâu, có thể ở trong dưới đáy thùng kem không chừng. Tuy nhiên, cái tinh thần vui nhộn và cái sự dễ thương của tụi em là hoàn toàn đầy đủ ngập hết cái bài thi này. Như vậy thì có nghĩa là như thế này nè. Hiện nay chúng ta đang nằm ở cái mức độ là cưng cưng, dễ thương. Còn cái mức độ mà gọi là để mà tuyệt vời thì vẫn chưa. Thành thử ra là từ nãy giờ các bạn gặp những cái đối thủ phía trước, các bạn làm khá là nhiều điều rất là ngon lành. Thành nghĩ là mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau thôi. Nếu như quý vị và các bạn ở nhà mà cảm thấy là họ sẽ được chọn là tiết mục ấn tượng nhất của tuần sau, chúng ta hãy bình chọn cho họ BN khoảng cách 04 gửi về 8369. Mỗi tin nhắn là 3.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số dành cho Tố Tố. Mời John Huy Trần. 8 điểm. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Và Nô Phước Tình. 9 điểm. Phải thế chứ. Thưa quý vị, 8,3 là điểm số trung bình từ giám khảo. Mời bạn lên cân. Cân nặng cũ của Tố Tố là 79,3 kg. Và cân nặng hiện tại là 76,6 kg. Wow. Bạn xuống được 2,7 kg, tương đương với 304%. Tổng điểm của bạn là 11,7. Chúc mừng bạn. Đây là một số tổng điểm rất là cao. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.